Qua gần 20 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp tư nhân Đức Thành, từ tiền thân là cửa hàng mua bán phân bón Đức Hòa, đến năm 2007, hòa cùng xu hướng phát triển chung của đất nước, Đức Hòa đã chính thức chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Đức Thành. Tôi tên Lê Thị Mai Huyền, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thành, hiện tại đang kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tại tỉnh Tây Ninh. Hiện tôi là sinh viên của trường đại học mở tại tỉnh Tây Ninh. Tôi đang theo học ngành quản trị kinh doanh khóa 2012. Khi tôi học cái ngành quản trị kinh doanh thì tôi thấy rằng là trường đại học có những môn rất là sát thực tế mà khi tôi học tôi vận dụng được trong kinh doanh và trong cuộc sống. Giáo viên của trường đại học đại mở khi mà xuống dạy trực tiếp dạy cho tụi tôi thì tôi thấy rằng là rất là nhiệt tình và có đam mê nghề nghiệp, có phương pháp dạy mà để tôi hiểu sâu hơn. Khi mình hiểu được như vậy thì mình về mới áp dụng được trong kinh doanh. Thì tôi mong rằng là những các bạn khi mà đi học phải hiểu rằng mình đi học để mình lấy kiến thức cho mình, để mình làm việc để phục vụ lại cho mình, chứ không phải là đi học lấy bằng. Hiện tại bây giờ tôi cùng với một số nhân viên đang vẫn còn học, còn khoảng 3-4 năm nữa ra trường. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mong muốn rằng là những các bạn giống như tôi đang kinh doanh mà có khó khăn thì nên đi học. Học để hiểu được rằng để có thể rằng mình không học những lớp đại học mà dài hạn, mà mình chỉ học những lớp ngắn hạn do trường đại học mở dạy, để mình hiểu thêm về cái kinh doanh thời hội nhập. Chương trình đào tạo từ xa có giá trị cốt lõi là mở rộng tri thức của học viên thông qua các phương thức đào tạo đa dạng và linh hoạt, phù hợp với người học ở mọi nơi trên nền tảng kiến thức và điều kiện học tập khác nhau, với phương châm giảng dạy là làm cho kiến thức trở thành đơn giản, dễ hiểu và hữu dụng. Nội dung của chương trình gắn kết thực tiễn với kiến thức được giảng dạy, kèm theo hướng dẫn áp dụng trong thực tiễn công việc của người học, và chương trình đào tạo được cập nhật theo những yêu cầu phát sinh từ thực tế. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo từ xa luôn tiếp cận và chọn lọc tri thức mới để thu hẹp khoảng cách với thế giới trong giảng dạy và nghiên cứu, với tinh thần không ngừng học hỏi được đề cao trong giảng viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường. Đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện thành thạo công việc giảng dạy, nghiên cứu và tổ chức đào tạo với hiệu quả cao nhất. Cơ sở vật chất thực hiện và đầy đủ, bao gồm không gian học tập và phương tiện phục vụ giảng dạy, nghiên cứu đạt chuẩn, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại và hệ thống thư viện hữu ích.